Một cái kích thước loa nó lớn như thế này nè anh chị, thì anh chị có thể nói là nếu mà chơi ở trong chung cư hay là phòng trọ chúng ta nhỏ nhỏ tầm 15 cho đến 20 mét vuông thì nó có thích hợp hay không? À, vẫn thích hợp chứ anh chị. Tại vì nếu mình chơi được ngoài trời á, thì là trong phòng mình chơi vẫn được. Chỉ tùy những con loa mình nó nhỏ nhỏ, anh chị chơi trong phòng không được. Đó không, nó nhỏ rồi thì sao mà ra ngoài nó chơi lớn được, đúng không? Đây, con này là DK26 đồ. Mẫu này là không quá xa lạ, mấy hôm nay em lên clip rất là nhiều cho anh chị. Đó, hai chiếc bát 20 kèm theo đó hả, đây có hai con châm hai bên cho anh chị luôn, hai châm 16 đây, xoay rất là dễ dàng. Và sau lưng của DK26 Pro có hỗ trợ cho anh chị là hai jack 6 ly, một jack chúng ta có thể cắm được guitar hát đờn ca tài tử, một jack là cắm được hả micro để có thể là mình hát tom ca hoặc là song ca gì đó tùy anh chị, nói chung hát gì cũng được chứ nói không, bass đánh hả bụp 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 luôn đã. Và tiếng micro nghe cực kỳ sáng luôn nè, lên 6 đó. Cái này là đang quay trong phòng nha anh chị, tầm 20 mét vuông thôi nhưng mà không hề hú luôn nè. Đó, lên 6 2 đó, nghe vẫn rất là trong, vẫn rất là hay luôn. Đấy, và bao mạch của DK26 Pro là thiết kế phía trước cho anh chị nhá, thiết kế phía trước, mình không có thiết kế phía sau. Đó, mình lên nhạc nè. Đó thì là anh chị sẽ được giải đáp thắc mắc là mình chơi trong phòng thì mình có dễ bị hú hay không. Thì đây anh chị đừng có sợ nó bị hú hay là nó bị tù hay gì hết, nghe vẫn rất là ok, âm thanh nó vẫn là phóng khoáng nha, chép nghe được, bass nghe được. Đó, kèm cho mình cặp micro hát đó, vui vẻ cho em luôn. Đấy, nên là anh chị nào muốn kiếm cho mình một con loa chơi ở chung cư và nhà trọ bao sang trọng luôn, DK26 rồi cho em nha.